Nhìn dễ thương lắm. Rồi, mua hoa cắt. Mua bạc. Mua bạc. Cái gì kiếm vậy? Có mong mình đăng rồi. Cái gì vậy? Rồi rồi. Xin lỗi rồi. Mình nhím mi à. Dạ, mở cái mừng. Má xuống miệng mình thì mạnh lắm mà. Tao càng càng giết đi. Càng càng lại đi. Ở đâu à? Vậy? Đâu à? Vậy? Đâu đông gì à? Qua đây chơi đâu? Xúc găng ngay. Má gọi xuống chơi nào đi. Hả? Tao sợ nó mới được học cái game luôn à. Học vô chơi con đá quại năm chín. Tao nghe cầm cao cốc đi với cái o. Nó quẹo tà le chứ. Hên đâu có chỉ. Giờ anh em mới hứt mọi người giờ đi đánh găng cái. Găng chưa? Đánh rồi. À rồi. Ủa nay ngày gì quên rồi? Ngày gì quên rồi? Anh qua chơi rồi. Chơi cái gì đâu. Rồi. Sao đám cưới anh không nôn gì cho anh đó. Đám cưới người ta là nôn rồi, anh đợi em kêu nước không mà chết luôn á. Chắc không còn gì để nôn ha. Rồi chắp tay lại lại. Làm đây. Mày đứng lại làm cho nó. Hai ba, cái ba. Cái ba vậy nè. Ba bước lên. Một. Rồi. 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 Bước lên đứng dậy. Đứng dậy, bước phải lên. Đó. Đó. Mặt cậu bé mà cậu bé dòng dòng gì cũng thích á. Bé gì cũng thích. Từ từ từ. Để cái đó đây. Mượn lấy nó luôn cái gì? Không mượn này cái đầu bự quá chị bự rồi, đầu không giờ. Anh em ơi, mình hai cái bạn cái đầu bự. Cam người ơi. Chia đi, chia đi, chia đi. Cái lấy cái ra trời, lấy hai cái trời. Em cầm không một? À, tôi có này. Đầu bự. Tôi có đầu. À. Không không hợp mà hợp lý chút nào luôn á. Không vô khuôn đúng là để lâu rồi chứ. Đó. Hay tới rồi mọi người. Thầy tới là mọi người. Ủa nhà luôn không? Ủa nhà luôn hả? Không có, nhậu chiếc lọ. Đây chưa vô đó. Có dám không? Tôi tưởng mày chưa dẫn mày không kiếm tính chay. Hai đồ đi. Nè lấy cái áo nè hô, bận coi vô. Để đâu cái đầu ngơi vô. Áo ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xá rồi hả? Xuống xong cái đầu lại xá gì là về xá hả? Ồ, pha kê gắn bán rồi. Bà đừng đứng thấy. Ok, thì đây là dạng bưng cháp của anh em mình. Ai có mướn thì mốt liên hệ cho anh em mình sẽ bưng cháp nha. Chua, giá chua nha. Giá chua, thằng 50. Thằng 50. Thằng 50 đi. Ba có 10. Nó nữa có 15 nữa. Đang kêu nguyên cái bô thì 150. Kéo đi. Gói mì thôi cũng được nữa. Gói mì cũng được nữa. Ok, thì hồi anh em mình sẽ quay cái quá trình bữa nay là hồi sớm thì chưa chào chưa chào nữa. 1, 2, 3. Hey, hello xin chào mọi người đến với kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Mình là Nhã, đây là Nguyễn Tem anh em mình. Thì nãy giờ mình đã giới thiệu rồi, đây là dạng bưng cháp của anh Tính nha mọi người. Sao bộ đồ này nhìn thấy quen quen ta. Quen kệ đi, thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Cái gì vậy ta? Bỏ đi. Quay, 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 quay. Qua bên này ghé bưng quả bánh hả? Năm món gì? Này em qua bánh bưng với thằng. Bưng quả bánh hay gì? Rồi, cho anh ba bưng gì nha? Có nước dầu gì không? Mà hét, em một ca sĩ. Gâu à, ba đứa quần. Mẹ quên cậu gâu. Đi chọn cậu gâu nhanh đi. Tao bưng gì? Vậy. Gâu nữa kìa. Đẹp mà. Đẹp mà. Cậu cạo đi có được cậu gâu nữa kìa. Đi chọn cậu gâu rồi. Cậu gâu rồi. Quay quay. Bỏ rồi, quay quay. Cậu gâu có gâu không? Ok mọi người, thì đi cậu Long rồi. Có gâu không? Đang. Không. 2, 3, 4, 5, 6. Đi từ rồi cô mấy con rồi đứng này đi rồi nè. Rồi mấy con rồi có mâm nha mọi người. Mình đã có mâm nha mọi người. Có mâm rồi. Mầm này có đồ. Đừng có hỏi thấy gâu rồi, tao mới cạo. Nhẹ không, nhẹ không? Cái mông chào cao lúc rồi. Thấy nhẹ quá kìa. Sớm như cô. Tôi bưng mật rượu nè. Nè coi rồi tới chỗ xỉn nè. Rồi đi ngoài đi, chụp cho đi. Em
rồi xong. Bưng mâm bên về, bưng mâm bên này gái biết gì anh đấy. Đúng không? Cái nu nha. Xinh xinh nhưng mà đẹp không á. Màu thịt đói. Thế em đi theo chú em phụ với chú tập. Con ở đây từ chừng nào rồi? Đưa cái mâm đi, cái mặt ống hay sao không chụp hình. Trời ơi, hết rồi. Ôi. Chị về. Mỹ Đen. Ơ là. Em lộn, em lộn. Ừ, gặp tiền ha, mấy chị vui chút xíu gặp tiền cho trời. Ủa, chú đang làm gì mày không? Cái gì? Ủa, đang làm vậy? Em quay á. Cái số phận nó vậy mà. Trời ơi, danh đâu? Danh kiểu yếu chết kìa. Dễ phụ, dễ phụ. Hàng cốt. Hàng cốt, hàng cốt. Hàng cốt thì đứng đây. Giờ có ăn. Rồi, đổi đổi luôn. Thầy. Thầy ăn hả thầy? Ôi trời. Chuẩn 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 rồi. Mày phải làm trước chứ. Mày tranh thủ lắm.
mâm lên nha mọi người. Đừng hát cái chiều ngừng nghỉ. Để hát quê, con hát quê trứng ngửi chừng á. Đang nhảy à? Quê quê quê. Quê quê. Ngồi đây chạy á. Quên đi. Rồi, lấy mâm về nha mọi người. Ok mọi người, bây giờ anh em mình đã xong thủ tục bên nhà đàn gái rồi. Giờ anh em sẽ đi về, anh Tấn Miêu với thằng Danh thì chú rể phụ với lại chú rể chính sẽ ở đây tiếp khách tới 12 giờ mấy mới về mọi người. Mình anh em mình đi về bển trước. Ok, đi.